Xin chào mọi người nhé Hôm nay bên em tiếp tục soạn đơn hai combo điện mặt trời hybrid Ngày mai sẽ về thi công cho hai khách hàng Ở Thủy Nguyên, Hải Phòng Một khách hàng thì lắp 10 tấm Và một khách hàng là lắp 12 tấm Thì tổng tất cả trên xe bên em đang có là 22 tấm pin mặt trời Mỗi tấm có công suất là 445W của Long Di Đợt này bên em đang sẵn những cái tấm 445 của Long Di Và 545 của Astro Energy Tất cả tấm pin mặt trời ở đây Đang sẵn rất là nhiều Hôm trước em có quay chia sẻ với mọi người Hôm nay tiếp tục soạn 22 tấm Hai khách hàng thì mỗi khách đều đặt là máy biến tần Hybrid Lock Power bản phổ thông SNA 6 kW. Đợt này anh em lắp đặt máy SNA 6000 W này khá là nhiều này, một trong những dòng hybrid phổ thông bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong những năm 2022 đến 2024. Ở đây có hai máy và hai pin lưu trữ. Pin lưu trữ thì khách chọn là pin PowerX. PowerX là một trong những dòng pin cao cấp bảo hành 5 năm. ở lưu trữ 5 giờ sau này chúng ta có thể nâng cấp bổ sung thêm. Với những hộ gia đình có tầm tiền điện khoảng tầm 1 triệu rưỡi thì chúng ta đầu tư những cái combo này rất là hiệu quả luôn một số phụ kiện để anh em thi công này đây phụ kiện lắp đặt các tấm pin mặt trời lên mái rồi máy khoan bán vít dây dẫn các thứ bên em đã chuẩn bị sẵn ở đây thì quay chia sẻ mọi người một cái video ngắn như vậy anh em quan tâm cần được tư vấn về các hệ thống điện mặt trời Harris gia đình có thể liên hệ bên em qua các số Zalo là 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123 chân thành cảm ơn tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo